đâu đâu Hello chị. ok nào, how are you today John? Làm việc. Okay, very good. I send you I receive your listening part. Okay. And I will send you the result later. Cô sẽ gửi cho con cái kết quả của cái bài kiểm tra xong nhé. Okay. And now we continue with our lesson for today. Now, let me share the screen with you. I will continue with this. Đó rồi. Con làm cái bài này cho cô chưa vậy cho cô thấy con chưa gửi nè. This one. Do you remember this? An email about your school. Bài này hôm sau con gửi cô nhé. Is it okay? And about the homework for unit 50. Và cái bài tập cho cái trang bài của bài 50 nữa nhé Trân. Okay. Now, we continue with others. That we move to unit 52. Mình không có học được cái phần nghe, bực bội thật. Để cô xem hôm sau à. Hôm sau để kiếm cái cách nào để học được cái phần nghe. Now, we move unit 52. What a lot of questions. Okay. You see this? Can you see the screen I share with you? Yes. Con sẽ thấy ở đây có chữ mình có cái câu là what và ở cuối cùng nó có dấu chấm than. Okay. Nào. Thì ở đây nè, con sẽ thấy ở đây là cái cách để mình nói cái câu cảm thán. Ồ, thật là nhiều câu hỏi quá đi ha. Thật là nhiều câu hỏi quá. What để dùng what ở đây. Và con sẽ có cụm danh từ what a lot of questions. Now, the first one we have about the grammar. Word questions. Oh, we have some words about word question with what, where, why and when. Oh, this one is easy for you, I think. When we use what when we want to ask information about something. For example, you have what's your name? Or what would you like for dinner? Ha, con sẽ dùng từ what khi để con hỏi một thông tin của cái gì đó. Hỏi thông tin về một cái điều gì đó. Ha. Where? We use where when we ask about the place. For example, where are we going? Or where is her residence? À, con có residence. What does it mean? Do you know that? Residence. No. Residence là cái nơi trú, cái nơi trú và cái địa chỉ tạm trú rồi đó. Con hả? Địa chỉ ở nhà ở, resident, địa chỉ thường trú, cô xin lỗi. And we use why
When we ask about a reason, of course. Mình sẽ dùng từ why để khi mình hỏi về nguyên nhân. Reason, of course. For example, you have, why did you ask me about it? Or why is he looking at me? And we use when we ask somebody about the time. For example, you have here, when did we come to my house, to my home, or where are they live in this place? Okay. Is there any question about this word? No. Okay, I think you know it clearly. And about next, you have which, whose, whom, who, and how. We use which when we ask about choice. Con sẽ có, mình sẽ dùng từ which này khi mà mình hỏi về một cái lựa chọn ha. Cái này hay là cái kia. For example, which one is your favorite superstars? Or which door will you want to open? Con sẽ lựa chọn cái nào đó. Một trong những cái người, ai là cái diễn viên mà con yêu thích, ngôi sao mà con yêu thích, hoặc là cái cửa nào mà bạn muốn mở đó. Lựa chọn cái này với cái kia thì con sẽ dùng which. And we use whose when we ask to show possession. Con có từ possession là sở hữu ha. Mình sẽ dùng để chỉ, để khi mà hỏi về sự sở hữu. For example, whose pet is missing? À, cái con thú cưng của ai đã bị lạc? Hoặc là whose pencil is this? Đây là cái bút chì của ai? Okay, and after whose? And which? You use a noun after that. Con sẽ có sau những cái từ này, từ which và từ whose, con sẽ cộng với một danh từ. Chưa? Remember this please. Yes. And now we move next. You have whom. Con sẽ có, mình sẽ dùng whom khi nào? We use it to ask about a person or an object. Con sẽ dùng cái từ whom này khi mà con hỏi về một người hay là một cái vật thể nào đó. Câu này khó à. Nó sẽ thường á, ví dụ để khi mà con trả lời cho cái chữ hôm này nè, nó sẽ dễ bị nhầm lẫn với cái từ who. Ví dụ ở đây con sẽ có whom should we ask now? Or whom did you meet last time? Thì con sẽ có cái từ whom đó. Nó sẽ tương tự, thường nó mình sẽ dễ bị nhầm lẫn. Có thể người ta sẽ, câu này cũng khó ha, câu này người ta có thể thay thế với từ who. Con sẽ thấy ở đây nè, ví dụ như cho cái câu thứ nhất, we should ask whom should we ask now, thì con sẽ có câu trả lời là we should ask. For example, we should ask our mom. Now, tôi sẽ hỏi, chúng ta nên hỏi mẹ của chúng ta. Hoặc là ở cái câu thứ hai, con sẽ có nè, can you answer me this question? Whom did you meet last time? Nếu mà trả lời cho cái câu này thì con trả lời sao nè? Con sẽ có gì? For example, I met. Ví dụ như I met my best friend last time. Thì Trân sẽ thấy nè con. Cho cái câu hỏi ở đây, ở bên trên con sẽ có từ our mom. Và ở bên dưới con sẽ có cái my best friend. Nó trả lời cho cái phần mà nằm sau động từ trong câu á, thì con sẽ dùng từ whom. Trân hiểu không? Trân xem lại chỗ này. Ví dụ con sẽ có này, nhưng mà chỉ người thôi. Còn object ha, cô thấy thường người ta chữ whom này người ta sẽ hỏi về người nhiều hơn. Ví dụ con sẽ thấy nè, whom
Did you, hoặc là whom did you sleep with? Đó. Ví dụ bạn ngủ với ai? Bạn đang ngủ với ai? Last night chẳng hạn. Thì con sẽ thấy ở cái câu trả lời này, nó sẽ cái phần trả lời nó luôn luôn, cái phần mà được trả lời á, nó sẽ luôn luôn nằm sau động từ. Ví dụ I slept with my daughter last night. Ok. Trân hiểu không con? Trân hiểu chỗ này không? Và ở cái câu này con cũng có thể dùng cái từ who nữa ha. Ở đây mình dùng từ who hay từ whom đều được. Remember this one for me. Rồi. Nhưng mà với cái từ who này nè thì mình sẽ dùng như thế nào? Con sẽ có từ who. We used to ask a person who did the action. Con sẽ hỏi cái người mà thực hiện cái hành động đó. Thì nếu mà cái câu này để trả lời cho chủ ngữ, ví dụ như cái câu ở bên trên này, who will win this game? Thì ví dụ như sao cái câu này kỳ vậy? Who will win this game? Ví dụ my dad will win this game. Hoặc là who told you this? Ví dụ như my teacher told me this, sorry. Ok, con sẽ thấy ở đây thì khi á mà con trả lời cho cái từ who này thì con cái người đó đó làm cái hành động đó thì nó sẽ đứng trước động từ trong câu. Còn cái từ mà để thay thế cho cái phần ở đằng sau động từ á thì con có thể dùng từ who hoặc từ whom. Nhưng mà để hỏi cho chủ ngữ á trong câu thì con bắt buộc con phải dùng từ who này. Do you understand Yes. it? Okay. And the last one, you have how. Who is used, how is used to explain a process? Con sẽ dùng từ how để giải thích cho cái quá trình. For example, how dare you say that? Ở đây, sau từ how, con có thể cộng với một tính từ. Sao mà bạn dám nói như vậy hả? How dare you? And this one. How did you get my number? Okay. And this one. Can you give me an example with whom and who? Con cho cô ví dụ về hai câu hỏi, một câu với whom và một câu với who đi nào cho. About whom first? Nào, who? How about who chân? Who did you go with? Who did you go with? Ok, thì ở cái câu này con có thể cũng như có thể dùng whom nè. Đúng không? Con có thể dùng từ who hoặc từ whom cho câu này. Rồi, nhưng mà bây giờ rồi con trả lời đi nè. I went with Went with my friends. my friends. Ok, I went with my friends. Rồi, bây giờ con cho cô với một câu với, nhưng mà con chỉ dùng từ who không thôi, được không? Để hỏi cho chủ ngữ đó, đúng chân. Con có câu gì? Con thử xem. Who will teach us today? Who will teach us today? Okay, maybe. Oh, that's right. Who will teach us today?
Ok, à, thì con sẽ có là cái này để hỏi cho chủ ngữ nè. And the answer is, ví dụ Miss Lin will teach us today. Ok, con hiểu phần này chưa nào? Yes. Ok, now we move next. See what we have on the next. Rồi cái này cô sẽ gửi lại cho con ha. Có hai cái phần này. Con có thể xem sau giờ học. Now we continue. Complete each question with words from the box. For example, number one, who's your luckiest friend? And how about others from number two to number nine, please? Let's do one by one, John. Again. This one. Con làm đi cho. How often do you use Oh, number two, you use how often do you go online? Number three. online? How long have you been in this class? How long have you been in this class? Okay. Number four. How many times have you been on a theater stage? Okay, how many times have you been on the theater stage? Number five, please. Which instrument do you prefer? Which The drums, the guitar, or the violin? Okay, number six, please. Number six, John. Any ideas about this? What kind? No. What score a goal in an important match? What score a goal? Con sẽ thấy cái câu này nè, là người ta đang hỏi là ai ghi điểm à? Ghi điểm cho một cái trận đấu quan trọng. Thì con nghĩ là từ nha, là cái đang hỏi về cái chủ ngữ của hành động á, thì con nghĩ là mình làm từ gì mới đúng.
Cô nghĩ mình sẽ đặt câu hỏi ở đây là ai là cái người ghi bàn thắng trong một trận đấu quan trọng chứ? Phải không? Oh, sorry. Have you ever scored a goal in an important match? Okay, do you understand for number six, John? Okay, how about number seven? Cái câu này mình dùng từ who cũng được ha. Who score a goal? Ai là cái người ghi bàn trong một trận đấu quan trọng? Trong trận đấu quan trọng. How about number seven, John? What kind of holiday do you like best? I think so. What kind of holiday do you like best? Number eight, please. Whose birthday in your family is it next? Whose birthday in your family is next? Number nine. How tall are you How tall are you now? Okay. Now you look at this one and you let me know which tenses it which tense for each sentence. Number one, you have this one is present simple. How about number two, John? Which tense? How often do you go online? present symbol. Yes, that is the in the tense present simple too. Number three, how long have you been? Do you remember that that tense? Present symbol. Present, con sẽ có present, present perfect. Huh? Con sẽ có have nè. Và then you plus a participle. Have plus participle. Con sẽ có công thức là động từ have và cộng với participle thì nó là hiện tại hoàn thành. Present perfect. Okay. And number four, chứ. The same. Have you been? Present perfect too. Is that right? Okay, how about number five? Number five, Jen. Do you refer? Which ten is it? Is that present simple, John? And that's right. Yes. Okay, how about number six, John? Have you ever scored? Present perfect. Yes, you have present perfect for this one. Number seven to number nine. I think it's the Present same. symbol. Yes, that is all of these present symbol too. And you look at this one. Oh, ask and answer. You see this, con sẽ có này, ở đây nè Trân. Khi mà mình hỏi về cái khoảng thời gian, nhất là mình hỏi về cái khoảng thời gian hay cái số lần hay là cái sự kiện gì á mà nó có thể là lặp lại trong quá khứ nha. Nó đã xảy ra trong quá khứ rồi nó kéo dài tới hiện tại và mình không biết á, là nó có diễn ra ở tương lai hay không thì con sẽ dùng ở thì hiện tại hoàn thành chân á. Và những cái câu còn đây nè, con sẽ thấy thường á. How long, how many times? Con sẽ thấy những cái câu mà với how long
và how many times á, và bạn đã bao giờ chưa, thì người ta sẽ dùng là hiện tại hoàn thành. Ok. Now, ask and answer the questions. Who's your luckiest friend? Cái người bạn mà may mắn nhất của bạn hả? Là ai? Who is your luckiest friend? Any idea about this? Do you have any lucky friends? No. No. Okay. Now, how about number two? How often do you go online? I always go online. Are you go on? Are you always go online? Okay. Number three. The question number three. How long have you been in this class? I don't know. Okay, next please. Which instrument do you prefer, the guitar or the violin? The guitar. Okay, can you play the guitar? No, I don't. Okay. Now next, number five. Have you ever scored a goal in an important match? No, I haven't. Okay, next please. What kind of holiday do you like best? I like summer holiday best. You like the summer holiday best? Okay. And next please, whose birthday in your family is it next? My older sister. Your older sister. Okay. And number eight, please. How tall are you now? And 150 centimeters. 150 centimeter of centimeter. Okay. And number, that's all. That's all about eight questions. Thank you. And now, oh, please sign out and we will get back with another part, Joe. Yeah. Okay.